Miss Universe xin lỗi thí sinh. CEO của tổ chức Miss Universe cùng Hoa hậu Hana Sandu công khai xin lỗi thí sinh Kyrgyzstan sau sự cố đọc nhầm tên quốc gia. Ngày 15 tháng 1, Miss Universe, Hoa hậu Hoàn Vũ đăng video xin lỗi của CEO Amy Emmerich. Bà Emmerich xin lỗi thí sinh Kyrgyzstan cùng người dân quốc gia này sau sự cố MC đọc nhầm tên nước. Trước đó, ở vòng thi trang phục dân tộc, ngày 12 tháng 1, Hoa hậu Hana Sandu đảm nhận vai trò dẫn chương trình và nói nhầm Kyrgyzstan thành Kazakhstan. Đứng trước người đẹp Angelina Botoarova, bà Amy Emmerich bày tỏ, hy vọng các bạn chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Tôi hứa tổ chức Miss Universe sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Đại diện Kyrgyzstan đáp, cảm ơn vì lời xin lỗi chân thành, tôi đánh giá cao điều này. Tôi là Hoa hậu Kyrgyzstan 2021 và tôi tự hào đại diện cho đất nước của mình. Trước khi Miss Universe lên tiếng chính thức, Hana Sandu cũng giải thích thông qua trang cá nhân. Trong chương trình sơ khảo tuần này ở New Orleans, tôi đã không đọc đúng về Kyrgyzstan. Tôi vô cùng xin lỗi vì sai sót này, Hoa hậu Hoàn Vũ 2021 chia sẻ. Miss Universe vừa khép lại mùa thi lần thứ 71 tại Mỹ với chiến thắng thuộc về người đẹp chủ nhà Moni Gabriel. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về đại diện Venezuela Amanda Dudamo và Cộng hòa Dominica Andreina Martinez. Kết quả tạo ra luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội sau khi hai ứng viên mạnh của châu Á, Philippines và Thái Lan trượt top 16. Phán sắc đẹp cho rằng một số ứng viên không nổi bật lại giành được suất vào top, đồng thời yêu cầu ban tổ chức công bố chi tiết vòng phỏng vấn kín. Người đẹp Việt Nam Ngọc Châu cũng không thể tiến sâu ở đêm thi chung kết, dù trước đó cô có mặt trong danh sách dự đoán top của các chuyên trang sắc đẹp.